Ngày 7 tháng 5, được sự cho phép của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Câu lạc bộ Câu cá Thể thao tỉnh Thanh Hóa phối hợp với hãng đồ câu Vũ Môn Fishing tổ chức thành công giải câu cá thể thao nội dung cần tay tranh cúp Savic mùa thứ nhất năm 2023 tại Hội Đồng Trược. Tham dự giải có tới 178 cần thủ đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước và một số cần thủ nước ngoài. Giải câu tranh cúp Savic được tổ chức vào dịp cuối tuần tại Thanh Hóa chính là cơ hội để các cần thủ của các tỉnh thành có phong trào câu cá thể thao phát triển mạnh, trau dồi kinh nghiệm, chia sẻ đam mê câu cá, thúc đẩy phong trào câu cá thể thao ngày một phát triển và trở thành hoạt động xã hội tích cực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, nhất là trong thời điểm hiện tại khi nhiều người thường bị trầm cảm vì áp lực công việc, tiếp xúc nhiều với máy tính và điện thoại. Tại giải câu lần này, các cần thủ có cơ hội được trải nghiệm nhiều sản phẩm mới mang thương hiệu Savic với hơn 40 năm trên thị trường. Và hiện nay, Vũ Môn Fishing đang là đại lý độc quyền thương hiệu Savic tại Việt Nam. Đây không phải lần đầu tiên công ty Vũ Môn tôi đồng hành cùng câu lạc bộ thể thao Thanh Hóa, mà rất nhiều giải thì chúng tôi cùng đồng hành, và hôm nay là cái giải đặc biệt khi mà ra mắt cái thương hiệu Savic, mong muốn mang đến cho anh em cần thủ Thanh Hóa nói riêng cũng như anh em cần thủ cả nước nói chung những sản phẩm thực sự là phù hợp và là giá trị tốt. Trong khoảng hơn 3 giờ đồng hồ câu thi tại Hồ Đồng Trược, các cần thủ đã đua tranh khá kịch tính và quyết liệt đến những giây cuối cùng để xác định các giải thưởng giá trị. Cái được lớn nhất của các cần thủ chính là sự vui vẻ, giải trí, giảm áp lực. Cũng giống như các môn thể thao khác, để có được những thành công, các cần thủ ngoài sự đam mê còn phải có yếu tố may mắn. Với công tác tổ chức tốt, có bài bản và đúng thủ tục, tất cả các giải câu cá thể thao do Câu lạc bộ Câu cá Thể thao tỉnh Thanh Hóa tổ chức luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình tham gia của các cần thủ. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ cũng được sự tín nhiệm của anh em cần thủ trên mọi miền tổ quốc, nên là anh em tham dự rất là đông, và cái giải này cũng được sự tài trợ của bên Vũ Môn Fishing và Savic, nên là cũng anh em cần thủ cũng rất hào hứng để về tham gia cái giải thi câu cá thể thao ngày hôm nay. Trong buổi lễ tổng kết trao thưởng, ban tổ chức đã trao 10 giải 8, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. 8 giải 7, mỗi giải trị giá 2,5 triệu đồng. 8 giải 6, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. 3 giải 5, mỗi giải trị giá 4 triệu đồng. 1 giải 4, trị giá 10 triệu đồng. Giải con cá to nhất trị giá 10 triệu đồng. 1 giải 3 là một chiếc xe máy Way trị giá 20 triệu đồng. 1 giải nhì là chiếc xe máy Vision trị giá 30 triệu đồng. Và 1 giải nhất là chiếc xe máy SH trị giá 60 triệu đồng. Nhân dịp này, ban tổ chức và các cần thủ đã trích 10% giá trị giải thưởng để trao 10 suất học bổng là những chiếc xe đạp và sách vở cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.